tinh, rửa tinh, rửa mặt chất, hay rút nắp tự động. Điều chỉnh cái thời gian ha, mình rửa, rửa tinh là 10 phút 10 giây, rửa hóa chất 10 giây, mình cứ dặn lên là thấy cái kim không? Được. Khi nào cái đầu chạy đó sáng đẹp lên. Bây giờ mình bỏ thử nha. Rồi, bật cái công tắc này lên on và bật hoài lên. Lấy ra là nó sáng. Bỏ xuống là nó chạy. Bỏ xuống là nó đụng cái này. Khi nào đậy nắp nó mới chạy, còn không đậy nắp là nó không chạy. Chế độ men á là đậy nắp nó chạy. Em dở lên đi. Chế độ auto nó không chạy nè. Auto là phải đậy nắp lại nó mới chạy nha. Ok không? Auto làm mở nắp ra nó không chạy, đậy nắp lại nó mới chạy. Rồi, bật men nè, dở lên luôn. Men nó chạy nè. Cái van này là van cấp nước vô. Cấp nước vô trong này nè, đi theo đường này. Cấp nước vô trong cái bình này để mình phải bằng cấp bằng tay. Thì khi đó phải mở cái rửa tinh này qua chế độ auto thì nó mới chạy nước vô đây. Bởi vì nó dùng chung một con bơm cấp. Rồi, cái van này nè là khi nào sử dụng á mình không dùng nước ở trong này nữa mà mình muốn xả bỏ thì mở cái van này ra cho nó xả. Rồi bỏ ra ngoài. Còn bình thường mình đóng cái van này lại.